tự hỏi công ty nào đã phát hành điện thoại thông minh mới trong Mobile World Congress 2022. Do một số buổi ra mắt diễn ra ngay trước buổi chiếu, rất khó để theo dõi. Vì vậy chúng tôi đã thu thập những gì tốt nhất trong số họ ở đây. Chúng ta cùng bắt đầu. Oppo Find X5 Pro được công bố vài ngày trước khi bắt đầu Mobile World Congress 2022. Oppo Find X5 Pro là một trong những điện thoại hàng đầu tại triển lãm. Phần tiếp theo của Find X3 Pro, đừng đi tìm Find X4 vì nó không tồn tại. Điện thoại được làm từ gốm và kim loại và có hai camera Sony IMX766-50MP ở mặt sau cùng với một 3MP máy ảnh tele. Bộ xử lý thần kinh Marisilicon XNPU mới của Oppo cung cấp năng lượng cho máy ảnh và đây là điện thoại đầu tiên giới thiệu quan hệ đối tác của Oppo với Hasselblad. Chúng tôi đang mong đợi những điều tuyệt vời từ nó và ấn tượng ban đầu của chúng tôi là tích cực. Snapdragon 8 thế hệ 1 của Qualcomm cung cấp năng lượng cho điện thoại với viên pin 5000 mAh. Có thể sạc 50% chỉ trong 5 phút. Find X5 Pro sẽ được phát hành vào ngày 24 tháng 3 tại Anh và có giá 1.049 bảng Anh hoặc khoảng 1.485 đô la. Một vụ phóng ở Mỹ gần như chắc chắn sẽ không xảy ra. Honor Magic 4 và Magic 4 Pro. Honor từng là một phần của Huawei trước khi bị bán tháo, đã công bố điện thoại hàng đầu chính của mình cho năm 2022. Magic 4 Pro được trang bị bộ vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8 thế hệ 1 kết nối 5G và máy ảnh tích hợp nhiều tính năng. Magic 4 Pro có tất cả công nghệ mới nhất mà bạn muốn bên trong một thiết kế đẹp mắt. Module máy ảnh hình tròn bất thường ở mặt sau chứa một cặp máy ảnh 50MP và ống kính tiềm vọng zoom 64MP cùng với nhiều cải tiến nhiếp ảnh tính toán để có những bức ảnh thu phóng tuyệt vời. Phiên bản không phải Pro có hệ thống camera khác nhưng thiết kế tổng thể và bộ xử lý giống nhau. Honor chỉ cho biết các điện thoại sẽ được phát hành trước giữa năm nhưng không cho biết địa điểm hoặc thời gian chính xác. Nó đã đưa ra mức giá 1,099 euro, 1,227 đô la cho Magic 4 Pro. Rất khó xảy ra vụ phóng ở Mỹ. Realme GT 2 Pro. Realme đã sử dụng MWC 2022 làm bối cảnh cho sự ra mắt toàn cầu của Realme GT 2 Pro, đã xuất hiện lần đầu tiên tại Trung Quốc vào đầu năm. Chiếc điện thoại này đáng chú ý với mức giá thấp 599 bảng Anh, tương đương khoảng 800 đô la. Nhưng vẫn có bộ xử lý Qualcomm Snapdragon 8 thế hệ 1 mới nhất và một máy ảnh 50MP thú vị để chụp ảnh góc rộng với trường ảnh 150 độ quang cảnh. Chúng tôi đã đưa máy ảnh vào thử nghiệm và rất ấn tượng với kết quả cho đến nay vì nó mang lại những bức ảnh thú vị và có khả năng chia sẻ cao theo cách mà cuộc thi không thể đạt được. Thiết kế khá bình thường đã được nâng tầm bởi một bảng điều khiển phía sau biopolymer đặc biệt được tạo mẫu để trông giống như giấy chất lượng cao. Nó đặc biệt đẹp với màu giấy xanh. Realme GT 2 Pro sẽ được phát hành tại Vương quốc Anh vào ngày 8 tháng 3, nhưng chúng tôi không mong đợi một bản phát hành sớm tại Hoa Kỳ, rất tiếc. Poco X4 Pro. Poco đã đánh dấu màn ra mắt Mobile World Congress của mình với Poco X4 Pro thay thế cho Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G hiện có. Điều này có nghĩa là nó có một thiết kế hoàn toàn mới. Nhưng công nghệ bên trong vẫn giống như điện thoại Xiaomi. Có màu vàng hoặc xanh lam tuyệt đẹp cùng với màu đen bình thường hơn, bảng điều khiển phía sau chủ yếu là module camera lớn. Bản thân máy ảnh chính cũng lớn tương tự vì nó có 108MP, rất ấn tượng trên một chiếc điện thoại có giá chỉ 299 euro, tương đương khoảng 336 đô la Mỹ. Poco X4 Pro sẽ được phát hành tại Anh vào ngày 2 tháng 3, nhưng Poco đã không phát hành điện thoại của mình ở Mỹ chính thức trước đó, vì vậy đừng mong đợi nhiều thay đổi lần này. Motorola Edge Plus 2022, một chiếc điện thoại hàng đầu của Motorola là một con quái vật hiếm có. Motorola Edge Plus 2022 là sản phẩm tiếp theo của Moto Edge năm ngoái và nó có tất cả các thông số kỹ thuật phù hợp bao gồm chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Màn hình OLED 6,7 inch với tốc độ làm mới 144Hz, hỗ trợ boost cảm ứng, và một cặp camera 50MP ở mặt sau.
Tuy nhiên, nó đắt đến $999, nhưng ít nhất nó cũng được phát hành ở Mỹ. Không giống như nhiều điện thoại được công bố tại MWC năm nay. Chúng tôi đã có cơ hội dùng thử điện thoại. Dòng TCL 30 TCL đã không giữ lại các thông báo về MWC 2022 của mình vì nó đã tung ra 5 mẫu điện thoại mới có giá khiêm tốn trên thế giới. TCL 30 5 giờ là mô hình hàng đầu và được kết hợp với TCL 30 cộng. TCL 30, TCL 30 C và TCL 30 E. Chúng tôi đi vào chi tiết sự khác biệt giữa chúng trong bài viết này, nhưng những gì bạn thực sự cần biết là tất cả chúng đều có giá hợp lý như thế nào. Mô hình đắt nhất với màn hình AMOLED 6,7 inch, bộ xử lý MediaTek Dimensity 700, 5 giờ và pin 5000mAh là €249, tức là chưa đến $300. Đó là giá trị tốt và TCL cũng biết cách xây dựng phần cứng tốt. Các mô hình khác rẻ hơn với thông số kỹ thuật thấp hơn. Tất cả đều có sẵn để mua ở châu Âu ngay bây giờ và có thể phát hành toàn cầu vào cuối năm nay. Nokia C21, C21 Plus và C2 phiên bản thứ hai giống như TCL SMD Global, công ty sở hữu giấy phép phần cứng mang thương hiệu Nokia, đã đến MWC 2022 với một số điện thoại thông minh giá rẻ. Có 3 mẫu mới, C21, C21 Plus và C2 phiên bản thứ hai và không có mẫu nào có giá quá €119, tương đương khoảng $132. Những thiết bị giá rẻ này hướng đến những người lần đầu tiên khám phá điện thoại thông minh và có bộ thông số kỹ thuật cơ bản. Nhưng quan trọng là phần mềm Android 11 Go Edition mới nhất và một số bản cập nhật trong vài năm được bao gồm. Đó là tất cả các bản phát hành điện thoại lớn từ MWC 2022 cho đến nay. Nhưng nếu bạn vẫn muốn nhiều hơn, bạn cũng có thể xem qua điện thoại gặp theo ý tưởng của TCL để có ý tưởng về những gì có thể xảy ra trong tương lai. Đồng thời tìm hiểu thêm về các sự xuất hiện của OnePlus 10 Pro. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào. Chia sẻ hữu ích nhé!